giấy A4 được copy rõ, định lượng 80 gm cho máy in laser, kích thước khổ giấy A4 210mm, 297mm, định lượng giấy dày 80 gm, giấy màu trắng tạo hiệu ứng tương phản cao khi in và đảm bảo khả năng chống phai màu. Giấy Eco Copy được sản xuất từ loại cây có hàm lượng chất xơ cao, giúp ngăn trang giấy bám lại vào nhau tránh tình trạng kẹt giấy khi in. Quy cách đủ 500 tờ trong 1 gram và 500 trong mỗi thùng, thùng làm bằng giấy chắc chắn và đẹp mắt. Mình sẽ cuối thùng cho cả nhà xem nhé. Một nè, hai nè, ba nè, bốn và năm. Chuẩn không cần chỉnh đúng không cả nhà? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu bạn có thắc mắc thì comment bên dưới, mình sẽ giúp bạn nhé. À, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh A New Plaza mình nhé.